Sự thật đằng sau tấm áo cà sa, những nhà sứ ăn chơi trác tán, xa hoa ngoài tầm kiểm soát. Xưa kia, các nhà sư luôn là biểu tượng của lòng từ bi thanh tịnh, là người soi đường giúp nhân loại thoát khỏi bể khổ vô minh. Nhưng ngày nay, dưới tấm áo cà sa, nhiều nhà sư đã trở thành những kẻ tham lam tiền bạc, ăn chơi trác tán, lợi dụng lòng tin của Phật tử mà vơ vét tiền tài. Các hình ảnh được camera ghi lại dưới đây sẽ cho chúng ta thấy hiện trạng nhiều nhà sư thời hiện đại đã đáng sợ đến thế nào. Nhà sư hân hoan đẩy xe chứa đầy tiền đi phân phát cho các tu sĩ. Trong video, vị tu sĩ đẩy chiếc xe chứa một vali đầy tiền giấy màu xanh đỏ đi phân phát cho các tu sĩ khác. Từ màu của các tờ tiền có thể nhận thấy mệnh giá của chúng không nhỏ, mỗi tờ có thể từ 50 đến 100 nhân dân tệ. Tất cả các tu sĩ có mặt đều nhận được một tập tiền khá dày. Có tu sĩ còn không nhịn được sung sướng, đung đưa người và cười thật sảng khoái. Có người bình luận rằng các tu sĩ lạt ma đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm tha hóa. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều này để băng hoại tôn giáo và hủy hoại đức tin. Nhiều cư dân mạng tỏ vẻ đồng tình, cho rằng đây không phải là chuyện gì xa lạ. Có người bình luận, chỉ cần tuyên truyền rằng những điều tốt đẹp là do Đảng Cộng sản Trung Quốc ban cho bạn, còn những điều xấu không liên quan gì đến đảng, họ chỉ cần làm tốt việc này thì sẽ luôn kiếm được tiền. Sư trụ trì ăn chơi trác tán nhưng không ngừng than nghèo kể khổ. Năm 2015, cảnh sát Hồng Kông từng bao vây chùa Đình Tuệ, bắt nữ trụ trì Thích Trí Định bị tố vì tham ô tiền công đức. Khi sự thật bị phanh phui, người ta mới biết con người thật của nữ tu này. Cụ thể, nữ trụ trì này tên thật là Sử Ái Dân, sinh năm 1967 tại Cát Lâm. Bà ta là người có sở thích khổng lồ trong việc mua sắm son, váy áo lót và hàng hiệu xa xỉ. Mỗi ngày đều di chuyển trên chiếc xe hơi sang trọng, ở biệt thự trị giá lên tới 39,5 triệu đô la Hồng Kông, nhưng vẫn không ngừng than nghèo kể khổ kêu gọi Phật tử quyên tiền sửa chùa. Số tiền công đức nhận được ngày càng nhiều, nhưng đa số rơi vào túi riêng của dân. Sự việc sau đó bị bại lộ khi nữ diễn viên gốc Việt nổi tiếng Ông Tịnh Tinh đến chùa Định Tuệ hành hương. Lâu dần cô phát hiện nữ trụ trì ngôi chùa không chỉ biển thủ tiền công đức mà còn đăng ký kết hôn với hai hòa thượng sau khi đã xuất gia. Ngoài ra còn có cuộc sống cực kỳ ăn chơi trác tán. Được biết, sau vụ việc, nữ trụ trì này đã bị trục xuất khỏi chùa với hai bàn tay trắng. Cụ trụ trì biển thủ tiền công đức lãnh án 468 năm tù và những bê bối vẫn liên tục xuất hiện. Vào đầu năm nay, cựu trụ trì chùa Wat Pa Damakiri ở Thái Lan, tòa án nước này kết án 468 năm tù vì biển thủ gần 300 triệu bạc, tức hơn 200 tỷ đồng tiền công đức. Cụ thể, cựu trụ trì này tên thật là Khom Khom Kha Eowas. Ông ta là một nhà sư nổi tiếng với giới thượng lưu và đó là lý do vì sao ngôi chùa nhận được rất nhiều tiền công đức. Tòa án đã tuyên sư trụ trì này 78 tội danh với mức án 6 năm tù dành cho mỗi tội danh. Tổng cộng, ông này bị kết án 468 năm tù. Nhìn vào thực trạng những nhà sư tham lam thời mạt pháp, nhiều người không khỏi ngậm ngùi mà suy ngẫm rằng liệu con đường tu hành như vậy có còn dẫn đến giác ngộ hay chỉ là lối đi mờ ảo giữa hư danh và vật chất. Đã đến lúc chúng ta thức tỉnh để bảo vệ những giá trị chân thật của đạo pháp trước khi chúng ta bị chôn vùi giữa cát bụi của lòng tham.